Từ tuần sau là chúng ta lại quay trở lại là chỉ còn một buổi một tuần thôi đúng không? Và như vậy là tuần sau chúng ta còn một buổi nữa này. Và tuần sau nữa chúng ta còn một buổi nữa là kết thúc. Như vậy kể cả buổi ngày hôm nay nữa là chúng ta có 3 buổi. Nha. Rồi, tất nhiên là chúng ta sẽ còn một hai buổi nữa là các cái buổi phụ đạo cho các em trước khi mà các em thi. Đấy, thì thế nào nhà trường cũng cho chúng ta một hai buổi để chúng ta ôn tập. Rồi, thực tế thì các cái nội dung mà các em đã học cho đến giờ phút này thì là cơ bản là xong xong hết rồi. Còn một hai ý nhỏ nhỏ nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ giải quyết trong các cái buổi còn lại. Chúng ta có một cái, không phải một mà chúng ta có hai nội dung nữa mà các em phải đặc biệt chú ý. Đấy là kiểm tra. Chúng ta phải làm bài kiểm tra. Và không còn buổi nào khác, tuần sau là phải làm bài kiểm tra thôi. Cho nên là các em phải ôn tập cho nó kỹ để làm bài kiểm tra. Kiểm tra thì thầy sẽ kiểm tra cả phương pháp lực và phương pháp chuyển vị. Đấy, cho nên là các em ôn cả phương pháp lực, ôn cả phương pháp chuyển vị để làm cái bài kiểm tra đấy. Rồi, còn một nội dung nữa, đấy là bài tập lớn. Thì buổi sau thầy cũng sẽ giao bài tập lớn cho các em luôn. Bài tập lớn thì các em sẽ làm và đến gần thời điểm thi thì các em mới phải nộp. Đấy, cho nên là thời gian làm bài tập lớn là cũng thoải mái nha, chứ không phải là tuần sau thầy giao bài tập lớn xong rồi đến tuần sau nữa là thu đâu. Đấy, không, bài tập lớn thì các em có thời gian làm tương đối dài thì cố gắng làm bài kiểm tra và bài tập lớn cho nó tốt, bởi vì hai cái nội dung đấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái điểm quá trình của các em, cho nên là các em phải đặc biệt chú ý nhá. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập về phương pháp chuẩn bị phục vụ cho tuần sau kiểm tra. Còn phương pháp lực thì các phần trước ôn rất kỹ rồi, đúng không? Các em tự ôn tập lại nhá. Thầy ơi em hỏi Ừ, em hỏi đi. cái bài tập lớn là tập trưng 5 cái trên CMS đúng không? Bài tập lớn thì thầy chưa đưa lên CMS. Thì bài tập trưng 5 đấy là phần khác. Bài tập chương 5 và bài tập chương 6 đấy là các cái bài tập nhỏ thôi. Đấy, các bài tập nhỏ trong sách thôi. Nghe không? Đấy, còn bài tập lớn là các em mỗi người sẽ được giao một bài tập lớn, một đề bài tập lớn. Không có ai giống ai cả. Mỗi người một đề khác nhau. Đấy, các em phải làm bài và nộp bài trực tuyến. Đấy, thì đến tuần sau khi giao bài tập lớn thầy sẽ hướng dẫn chi tiết cái phần đấy. Và bây giờ các em cứ nắm các thông tin như vậy. Còn trên trang CMS thì thầy chỉ giao các cái bài tập trong sách bài tập thôi, gọi là bài tập nhỏ đi để mà phân biệt. Rồi, có ai hỏi câu hỏi gì khác không? Để chúng ta vào nội dung học nào. Ok, chúng ta sẽ vào nội dung học nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập về phương pháp chuẩn bị cho nó thành thạo. Sẽ có các cái dạng bài tập nó khác với những các cái ví dụ mà chúng ta đã từng học, đã từng làm. Nó khác mà chúng ta không nắm được, không biết được cách làm thì chúng ta không biết để mà xử lý. Nó cũng là những cái dạng rất là hay gặp trong bài tập rồi trong thi cử vân vân. Rồi, để thầy lấy các cái đề bài ra cho các em nhá. Có hôm trước chúng ta có một số bài rồi, gọi là bài tập số 1 đi. Hôm nay là bài tập số 2. Bài tập số 2 thì có hai bài nhỏ. Đấy, cả buổi hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hai cái bài này. Đấy, các em nhìn lên trên màn hình. Bài số 1 là như vậy, bài số 2 là như vậy. Đấy không? Trông nó cũng có vẻ lạ lạ, đúng không? Có nhiều các cái điểm nó lạ so với các cái ví dụ trước đây mà chúng ta đã làm. Bài tập này thì các em phải làm và nộp về trang CMS trong buổi học ngày hôm nay cho thầy. Tất nhiên là thầy sẽ hướng dẫn cách làm để các em có thể làm được.
không có cái gì khó khăn cả. Rồi, cái đề bài này thì thầy cũng đã up lên trang CMS rồi. Đấy, các em có thể vào CMS các em xem cho nó rõ hơn cũng được. Ví dụ xem một cái màn hình này của thầy thì nó hơi nhỏ, nhìn nó hơi khó. Đấy, các em có thể lên trang CMS ở phần bài tập số 2, bài tập 2, phương pháp chuẩn bị. Đấy, nó cũng là cái chỗ để hôm nay các em làm xong thì các em nộp cái bài làm của em về cái địa chỉ đấy cho thầy nha. Về cái chuyên mục đấy cho thầy. Đấy, đề bài mà muốn xem rõ hơn thì các em vào trang CMS nha, các em download cái ảnh đi về nha, để em có thể zoom to được từng bài để các em nhìn cho nó rõ nha. Và sẽ phải làm cả hai cái bài này, mỗi cái bài nhỏ đấy thì các em làm hai yêu cầu, thấy không? Vẽ moment, lực cắt, lực dọc nha. Tuy nhiên là lát nữa thì thầy cũng sẽ bớt các nội dung cho các em để các em trong cái buổi ngày hôm nay. Thì ví dụ như là bài số 1 thì yêu cầu các em là vẽ biểu đồ moment thôi. Đấy, còn biểu đồ lực cắt, biểu đồ lực dọc thì sau buổi học thì các em tự làm để mà ôn tập, không cần phải nộp về. Đấy, chỉ nộp biểu đồ moment. Nha. Còn cái câu 2 là câu tính chuyển vị. Thì các cái chuyển vị này em trước thầy hướng dẫn rồi. Các cái chuyển vị này đều là chuyển vị tẩy nút cả. Thì sau khi mà các em vẽ được biểu đồ moment thì các em đã có được các giá trị chuyển vị rồi. Thì các em chỉ lấy các giá trị đấy ra các em đưa vào kết quả là xong. Nó chính là các cái chuyển vị Z1, Z2 mà chúng ta đã tính được ở cái phần vẽ biểu đồ moment này. Đấy. Các cái yêu cầu số 2 thì đều là những cái yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Rồi, các em xem qua đề đi, xem kỹ đề một lượt đi. Định hình trong đầu xem là để giải bài số 1 thì ta phải làm thế nào, để giải bài số 2 ta phải làm thế nào, nó bao nhiêu ạ? Nha, nó bao nhiêu ạ? Để mà xử lý. Rồi thì chúng ta cũng so sánh xem là nếu mà chúng ta giải theo phương pháp lực thì nó bao nhiêu ạ? Nha. Đấy, bây giờ chúng ta học được hai phương pháp rồi. Nên là chúng ta phải so sánh xem là phương pháp nào nó ít ẩn hơn. Phương pháp nào ít ẩn hơn thì chọn phương pháp đấy để mà làm. Đấy, hôm sau mà kiểm tra hoặc là hôm sau nữa là thi. Nhá, các cái buổi sau, các cái buổi thi sau đây, sau này của các em thì tất cả các bài thường thường là người ta không yêu cầu rõ là làm theo phương pháp chuẩn bị hay là làm theo phương pháp lực. Nếu người ta yêu cầu rõ như thế thì bắt buộc mình phải làm theo. Nhá. Còn nếu mà người ta không yêu cầu Nào trở lại cái nội dung thầy đang hướng dẫn nhá, là người ta không yêu cầu là làm theo phương pháp nào thì lúc đấy các em phải chọn phương pháp để các em làm, thì phương pháp nào ít ẩn hơn thì chúng ta chọn phương pháp đấy nhá. Rồi các em xem kỹ đề đi nhá. Nhắc lại một lần nữa cho những bạn nào vào muộn là các em có thể vào trang CMS, các em download cái đề rõ ràng hơn ở trang đấy về nhá. Chứ còn ở trên màn hình này thì thầy đưa cả cái đề vào một cái màn hình thì nhìn nó hơi bé. Đấy, trên trang CMS là có chỗ để các em nộp bài và đề bài thầy up lên đấy rồi. Đấy, nhắc đi nhắc lại để những bạn mới vào các bạn biết. Rồi xem kỹ một lượt đề đi, sau đấy thầy sẽ hướng dẫn cách làm cho từng bài.
cách xử lý hai cái bài này để các em có thể bắt đầu bắt tay vào làm nhá. Thầy hướng dẫn qua cách xử lý hai cái bài toán này theo phương pháp chuyển vị nha. Tất nhiên là chúng ta làm theo phương pháp chuyển vị, các em có làm theo phương pháp lực thì cũng được, tuy nhiên là chúng ta nên lựa chọn, với một bài toán thì chúng ta nên lựa chọn xem là nên giải cái bài đấy theo phương pháp lực hay là phương pháp chuyển vị, thì phương pháp nào ít ẩn hơn thì chúng ta làm theo phương pháp đấy nha. Ví dụ như là phương pháp lực nó có một ẩn thôi, phương pháp chuyển vị nó lại ba ẩn liền, thì chúng ta chẳng dạy gì mà lại đi giải theo phương pháp chuyển vị. Đấy, chúng ta chọn phương pháp lực để chúng ta làm nha, và ngược lại. Rồi, tuy nhiên hai cái bài này thì là dùng phương pháp chuyển vị thì nó hợp lý hơn. Đấy, bậc siêu tĩnh nó cao lắm, nó cao hơn là cái số ẩn số trong phương pháp chuyển vị. Rồi, thầy hướng dẫn qua hai cái bài này nha. Vượt qua nào, hai cái bài này nó có một cái tính chất nó đặc biệt, nó khác với các cái bài khác mà chúng ta đã làm một chút. Đấy, nắm được cái đấy rồi thì chúng ta xử lý bài này cũng như là các cái ví dụ trước đây chúng ta đã làm thôi. Đấy nhá. Nào, đối với cái bài đầu tiên, bài số 1 này thì các em thấy là nó có hai cái thanh ngang có độ cứng là bằng vô cùng. Hai thanh ngang độ cứng vô cùng. Đấy, cái bài toán này chúng ta rất hay gặp. Đấy, thì các em thấy là cái bài toán này nó giống các cái bài toán thực tế. Thấy không? Đây là cái khung nhà ấy. Đấy, thì hai cái thanh ngang thì nó còn kết hợp làm việc với cả cái hệ thống sàn nữa, cho nên là nó rất cứng, độ cứng của nó rất cao. Đấy, độ cứng của nó rất cao. Đấy, nó kết hợp cả rầm cả sàn. Đấy, như vậy thì đối với hai cái thanh ngang có độ cứng bằng vô cùng thì nó sinh ra cái chuyện gì? Nào, thì các em chú ý là các cái thanh có độ cứng là vô cùng thì các cái thanh đấy nó không biến dạng được. Không biến dạng, cái thanh đấy nó không bị bẻ cong, nó không bị nén ngắn lại hoặc nó bị kéo dài ra. Đấy, tức là không có biến dạng dài, không có biến dạng uốn, không có biến dạng trượt. Đấy, tức là từ đầu cho đến cuối là nó giữ nguyên hình dạng. Đấy, vì nó cứng tuyệt đối mà. Nha. Rồi, và như vậy thì nó ảnh hưởng gì đến cái bài này của chúng ta? Và nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái số ẩn số trong cái bài này? Nếu bài này mà chúng ta làm như các cái bài bình thường trước đây thì chúng ta có các cái nút này. Chúng ta có đây là nút này, đây 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 nút này. Rồi nó có thành phần chuyển vị ngang ở cái tầng trên này, thành phần chuyển vị ngang ở tầng dưới này. Như vậy là nó có bao nhiêu ẩn? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ẩn xoay, đúng không? Và 2 ẩn ngang. Đấy, tức là 7 ẩn. 7 ẩn. Đấy. Yêu cầu các em mà làm một bài 7 ẩn trong một buổi học thì làm không kịp đâu, dài lắm. Đấy. Như vậy là tất nhiên bài này nó chúng ta sẽ không giải 7 ẩn. Bởi vì chúng ta sẽ đưa cái tính chất của cái thanh tuyệt đối cứng vào. Đấy, cái thanh tuyệt đối cứng vào. Nếu thanh tuyệt đối cứng vào thì nó có cái tính chất gì? Thì như lúc trước thầy đã nói, thanh tuyệt đối cứng là nó không có biến dạng, cho nên nó không có biến dạng xoay, không biến dạng xoay. Và vì vậy cái nút này này nó sẽ không có biến dạng xoay. Đấy, cái nút này nó cũng không có biến dạng xoay. Đấy, cái này cũng không có biến dạng xoay, không xoay được. Thì cái thanh cứng vô cùng nó giữ được im, không xoay được. Cái thanh này cũng vậy, à cái nút này cũng vậy, cái nút này cũng vậy thôi. Như vậy là năm cái mà lúc trước chúng ta tính N1 đấy, N1 bằng 5 đấy, 5 cái ẩn xoay là đều bằng 0 cả. Đấy, nó đều bằng 0 cả. Bằng 0, bằng 0, bằng 0, bằng 0, bằng 0, đấy không? Bằng 0 thì chúng ta coi là biết rồi, thì biết rồi thì không còn là ẩn số nữa. Như vậy bài này thực tế chúng ta chỉ tính theo phương pháp chuyển vị với hai ẩn số là hai cái chuyển vị ngang thôi. Đấy, còn các cái chuyển vị xoay đấy là bằng 0 hết rồi.
Đấy, và hệ cơ bản của nó thế này đấy, nó có thêm một cái này để không cho nó chuyển bị ngang, thêm này không cho chuyển bị ngang, thêm chuyển bị cưỡng bức vào, đây là Z1, đây là Z2, Z2, đây, thì nó có hai ẩn thôi, làm bài này hai ẩn nhẹ nha, không có vấn đề gì cả, các cái nút này chúng ta không cần phải thêm cái này vào, thêm cái lên cái moment vào, đấy, bởi vì nó không xoay được, cho nên thêm vào hay là không thêm thì nó cũng thế thôi, nó cũng thế thôi, và đối với cái bài này mà khi mà tra bảng để vẽ thì các cái đầu mà liên quan đến đấy, các cái đầu liên quan đến nút này, các đầu thanh liên quan đến nút này thì đều là không có chuyển bị xoay, chúng ta đều coi nó là một ngàm, đấy, ví dụ như cái thanh này này là thanh hai đầu ngàm này, thanh này cũng hai đầu ngàm này, còn cái thanh này thì là đầu ngàm đầu khớp này, đấy, thế thôi, đơn giản có vậy thôi, đấy các em, sau khi đưa cái đấy, tính chất của cái thanh tuyệt đối cứng vào thì chúng ta có được cái bài này chỉ có hai ẩn và hệ cơ bản là cái hệ như thầy đã vẽ ở trên màn hình nhá. Đây, các em cứ thế mà triển khai mà làm với một bài hai ẩn nhẹ nhàng. Rồi, còn cái bài số 2 này. Cái bài số 2 này thì làm như thế nào? Nhìn vào thấy nó rắc rối nhá, nhiều thanh. Tuy nhiên là nếu các em còn nhớ thì đây là hệ đối xứng. Hệ đối xứng. Hệ đối xứng. Hệ đối xứng. Hệ đối xứng thì chúng ta đã học từ phương pháp lực rồi, là chúng ta biết là chúng ta có thể đưa về sơ đồ tính cho nửa hệ. Đấy, nó chỉ cần tính cho nửa hệ thôi. Sau đấy thì suy kết quả ra cho nửa hệ còn lại. Đấy nha. Như vậy bài này. Bài này nếu mà để nguyên, nếu mà để nguyên thì giải theo phương pháp chuyển vị nó sẽ có hai ẩn xoay này, hai ẩn xoay này, hai ẩn xoay ở vị trí này này, và một thành phần ngang, nó ba ẩn nhá, ba ẩn, không quá nhiều, tức là để nguyên giải thì cũng được. Tuy nhiên là chúng ta có thể làm ngắn hơn bằng cách là chúng ta đưa về sơ đồ tính cho nửa hệ nhá. Bài này thì đầu tiên là các em đưa về sơ đồ tính cho nửa hệ, cắt đôi đi, bỏ một nửa đi nhá, và thay thế tác dụng của phần còn lại vào cái chỗ cắt để chúng ta tính toán cho nửa hệ này. Và cũng gợi ý luôn là khi mà các em đưa về nửa hệ thì bài này nó chỉ có một ẩn, một ẩn nhá, một ẩn phải rất là nhanh, rất là nhanh, nó có mỗi thành phần xoay thôi, không có thành phần chuyển bị ngang đấy, do tính chất đối xứng nên nó không chuyển bị ngang, không có chuyển bị gì, không có chuyển bị ngang đâu nhá. Rồi đây là gợi ý cách làm nhá. Bài 1 thì nếu mà không biết cách làm thì sẽ rất nhiều ẩn nha. Bài 2 mà không đưa về nửa hệ thì chúng ta phải giải 3 ẩn. Còn đưa về nửa hệ thì nó có một ẩn thôi, nó ngắn hơn rất nhiều. Đấy, cho nên hai bài này đều phải để ý nha, xử lý trước khi bắt tay vào làm bài. Rồi, các em bắt tay vào làm bài đi. Em làm bài và nộp bài về trang CMS cho thầy nhé. Để thầy mở lại cái đề cho em. Em thầy nộp moment thôi hay là nộp cả phần trình bày nữa hả thầy? Nộp cả phần trình bày nha. Nộp đầy đủ phần trình bày cho đến biểu đồ moment. Còn phần biểu đồ cắt, biểu đồ lực dọc thì em tự làm, không cần phải nộp. Nha, nộp đầy đủ, thuyết minh đầy đủ. Đấy. Thầy làm một bài một thôi đúng không thầy? Làm cả hai bài chữ. Đấy. Tập cho quen đây để tuần sau chúng ta còn làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra chúng ta cũng làm tương tự như cái cách làm như thế này. Khối lượng nó cũng tương đương hai cái bài như thế này. Tuy nhiên là bài kiểm tra là thầy sẽ yêu cầu là làm cả phương pháp lực, cả phương pháp chuẩn bị. Sẽ khó hơn cái bài hôm nay một chút. Bài hôm nay thì các em thấy là bài đầu thì có hai ẩn, bài hai có một ẩn thôi, rất là ngắn, nhớ không? Còn bài kiểm tra, bài thi thì có thể là hai bài đều hai ẩn, đấy, dài hơn một chút.
Thế cho em hỏi tí ạ. Thế ơi. Em nói to đây chú. Thế bài cái câu 1 lúc nãy thầy hướng dẫn này em cái hai hai ẩn nó thay bằng cái chuyển vị sang ngang ạ, thì nhưng mà cái đầu mà thay ấy, mình khi mình tra bảng thì đó là một đầu ngang một đầu khớp. Cái đấy vẫn là khớp hay là mình thay vào chuyển vị ngang rồi thì mình xem nó là đấy thầy. Rồi, để thầy hướng dẫn lại cho cái phần đấy nhá. Đấy, không phải mình em đâu mà có thể là một số bạn khác cũng chưa hình dung rõ là khi nào thì chúng ta quan niệm nó là ngang, khi nào chúng ta quan niệm nó là khớp nha. Rồi, đợi thầy chuyển lên cho mọi thầy chỉ trên màn hình cho hướng dẫn kỹ lại hơn nhá. Những bạn nào mà nắm được rồi thì các em bắt đầu làm bài đi nha. Vừa làm bài vừa kết hợp nghỉ giải lao nhá, chứ hôm nay cũng không quy định thời gian nghỉ giải lao. Hôm nay thầy cũng sẽ không điểm danh, bởi vì thầy sẽ điểm danh thông qua các cái bài mà các em nộp trên trang CMS. Đó, nộp lên đấy là biết là có mặt hay không có mặt rồi. Rồi, đây. Kỳ một cái thanh nào các em tách ra để các em tra bảng nhá, bất kỳ một cái thanh bất kỳ nào đấy thì tách ra nhá, thì nó là một cái thanh như thế này. Đầu trái chúng ta chưa biết nó là cái gì, đầu phải chưa biết nó là cái gì, thì các em phải xem đầu trái của nó có những thành phần chuyển vị nào nhá. Ví dụ nó không có chuyển vị ngang, không có chuyển vị xoay, đấy, lúc đấy phải xét chuyển vị. Đấy. Ví dụ như ở đây, sau khi mà các em thêm vào hai cái gối này, không cho nó sang ngang nữa, đấy, thì ví dụ chúng ta xét cái thanh đứng này nha, thì cái đầu phía trên này, xem nó có xoay được không, thì rõ ràng là không xoay được rồi, bởi vì cái thanh bụng độ cứng là cái thứ nhất không lên xuống được vì bỏ qua biến dạng dọc trục nhá, là cái thứ hai. Rồi, không sang ngang được bởi vì chúng trên này nó sẽ làm việc tương đương với đầu ngang. Đấy, phần chuyển vị nữa. Đấy. Chứ không phải là nhìn vào là chúng ta thấy thế nào đâu. Đấy, chúng ta phải xem xét ba cái thành phần này nhá. Rồi, đến cái thanh này thì sao? Cái thanh này thì sao? Đấy. Thì chúng ta xét cái đầu trên trước nhá. Đầu trên trước này, đầu trên có xoay được không? Cũng không xoay được. Nhá. Đầu trên có lên xuống được không? Không lên xuống được. Như vậy là ba cái đủ cả. Không xoay, không lên xuống, không sang ngang, thì cái đầu trên này nó sẽ làm việc tương đương với đầu ngang. Đấy. Mặc dù các em nhìn vào thì các em thấy là đây có một cái khớp nó gá vào này. Đó. Nhưng mà nó gá cái gì kệ đó. Chúng ta cứ đi xét ba cái thành phần chuyển vị này. Đấy. Nếu mà ba thành phần này mà còn cái dưới này, cái dưới thì rõ ràng nó là khớp rồi. Nhưng mà các em cũng không sang ngang được này là được, xoay tự do này, cái khớp này khiến nó xoay tự do này. Đấy, thì lúc này cái câu kiện này nó lại là đầu ngang ở trên, khớp ở dưới nhá. Đấy, thanh này thì ra này, cái thanh cái thanh này em không chuyển rồi nhá. À,
phía trên nó làm việc tương đương với đồng âm, nghe không? Ở dưới này, dưới này chúng ta cũng xét này, không xoay được, không sang ngang được, sang ngang cái này nó ngăn cản rồi, cái này chúng ta thêm vào ngăn cản, không sang ngang được, nghe không? Không lên xuống được vì cái thanh này nó giữ không lên xuống được, như vậy cái dưới này làm việc giống như cái ngả. Đấy, rồi đã rõ cách xác định là đầu ngàm, đầu khớp. Thầy hướng dẫn chưa? Đấy, chứ nhiều khi nhìn vào là các em khó hình dung. Ví dụ nhìn vào cái chỗ này thì không hiểu nó. Nếu cả ba bằng không thì nó sẽ tương đương với một cái ngàm. Có hỏi gì nữa không? Ok. Ừ. Rồi, như vậy thì các em bắt tay vào làm đi. Và nha, những bạn nào mà chưa làm được nhiều thì có thể xem hướng dẫn sau đấy hoàn thành từ đầu bài cũng được nhá. Vâng ạ. Thầy hướng dẫn qua cách làm hai cái bài này nhá. Nào, đầu tiên chúng ta xử lý cái bài 1 trước nào. Bài số 1. Đây. Đề bài đây. Nha. Như lúc trước thầy đã hướng dẫn thì chúng ta sẽ có được hệ cơ bản là như thế này. Đây. Z1. Đây. Z2. Z2. Đây. Z1. Đấy. Xóa bớt cái này để nhìn cho nó gọn. Rồi. Sau đấy thì chúng ta vẽ các biểu đồ. Vẽ các biểu đồ đơn vị M ngang 1, M ngang 2 và M0P. Bắt đầu lần lượt nha. Nào. Bắt đầu vẽ M ngang 1 này. M ngang 1. Bỏ hết tải trọng đi. Chúng ta chỉ có mỗi một cái nguyên nhân tác dụng là chuyển vị cưỡng bức. Chuyển vị cưỡng bức Z1 bằng 1, Z2 cũng không có. Nghe không? Lúc này là Z1 bằng 1. Z1 bằng 1. Nào. Tra bảng để vẽ nhá. Tra bảng để vẽ này. Thì chúng ta vẽ cái đường biến dạng, sơ bộ cái đường biến dạng ra, cái đường biến dạng của cái thanh này nó sẽ thế này này. À, thế này này. Đấy. Thầy vẽ màu khác. Còn các em thì các em vẽ đường đứt nét vào nhá. Các em thì cùng một màu mực thì các em vẽ đường đứt nét vào. Đấy, cái chỗ này. Đấy. Đã quen thuộc rồi. Đều là cấu kiện hai đầu ngàm cả. Cái nghe nút này nó không dịch chuyển này, không dịch chuyển sang ngang này. Còn cái nút ở phía trên thì nó dịch chuyển sang phải một lượng là 1. Rồi, biểu đồ thì chúng ta tra bảng chúng ta vẽ thôi. Đây, nó sẽ là thế này. Đấy. Tra bảng 6.2 nha. Ở đây thế này. Hai thanh giống nhau. Thành giống nhau nha, giá trị nó là bằng bao nhiêu nhỉ? 6EI trên L bình phương, đúng không? Nào, chúng ta thay số vào. Ừ, EI ở đây thì đều là 1EI cả, đúng không? L bình là bằng 3, đúng không? Vậy là 6EI trên 9, vậy bằng 2EI trên 3 nha. Đấy. Đây, con số vào đây. 2EI trên 3. Dưới này cũng vậy, 2EI trên 3. Này cũng vậy, 2EI trên 3. Cái này cũng vậy, nốt 2EI trên 3. Đấy.
là xong. Biểu đồ 10-1. 10-1. 10-1. Có mỗi hai thanh đấy là có moment thôi. Các thanh ở phía dưới không có cái chuẩn bị ở nút nào cả, cho nên là nó không có moment. Rồi, chúng ta tiếp tục vẽ cho 10-2 nha. 10-2 và 10-P. 10-2 này. 10-2 này. Xóa các cái này đi. Thì lúc này không phải là Z2 bằng 1. À không phải Z1 bằng 1 mà là Z2 bằng 1. Nghe không? Đấy. Đấy. Thầy phải cóp cái khung này lại để lát vẽ biểu đồ 10P luôn. Không có lúc đấy lại cứ phải đi xóa. Rồi. M2 thì nó như thế nào? Thì nó như thế này. Nó như thế này. Cái này nó chuyển vị sang phải một lượng là 1 này. Z2 bằng 1 này. Đấy. Z2 bằng 1. Các cái đường biến dạng của nó như thế nào? Cái nút này nó sẽ nhảy sang đây này, nút này nó sẽ nhảy sang đây này, nút này nó sẽ nhảy sang đây này, nhá. Này, đường biến dạng của thanh này nó sẽ như thế này. Đấy. Cái này nó sẽ như thế này. Đấy. Ở dưới thì nó sẽ thế này. Đấy. Ở dưới thì nó sẽ thế này. Đấy. Ở dưới nó sẽ thế này. Cái chỗ này là khớp xoay được. Rồi, vẽ thôi. Cha bạc vẽ nha. Cái này thì là nó thế này đây. Cái này nó thế này. Nha. Là bao nhiêu nhỉ? Giống cái trên đúng không? 2A/3. 2A/3. Nè. 2A/3. Cái dưới này cũng vậy, 2A/3. Này cũng vậy, 2A/3. Rồi. Cái ở phía dưới này thì nó lớn hơn vì độ cứng của nó là 2A cơ. Đây, 2A lớn hơn. Đấy. Yeah. Giá trị nó bằng bao nhiêu? 6EI trên L bình. Yeah. Bắt đầu sai thay vào này. 6 nhân với độ cứng của nó là 2EI. Tức là hai cái thanh này độ cứng là 2EI này. 2EI này. Yeah. Đấy. Chúng ta phải nhân với 2EI. Chia cho L bình là chia cho 9. Vậy nó là bằng bao nhiêu? Nó bằng bao nhiêu? À, hình như là thầy nhầm một thứ. Đấy, kích thước của nó là 4 mét. 4 mét chứ không phải là 3 mét. Thanh trên mới là 3 mét, còn thanh dưới là 4 mét. Đấy, vậy không phải là 9 đâu mà là 16. 4 bình phương 16. Thì rút gọn đi thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? Cái trên chia cho 4 đúng không? 3EI trên 4.3EI trên 4. Yeah. Đây là biểu đồ M-2. Viết tên vào không có lại. Quên mất.
Đấy, tên là rất quan trọng. Rồi, cái cuối cùng. Cái cuối cùng thì rõ ràng là thớ căng của nó là tại căng bên phải, đúng không? Trên ngàm thì có moment, còn tại khớp thì nó bằng không. Đấy, nó là 3EI trên L bình phương. Đấy, theo kết quả tra bảng, thấy không? Độ cứng của nó thì cũng là 1EI thôi. À, vậy là bằng 3EI trên 16. Vẽ cái này hơi to, đúng không? Bé lại tí, nhìn tỷ lệ cho nó hợp lý hơn chút nha. 3EI trên 16. Đấy, bé xíu thôi. EI trên 16. Đây, thì cái biểu đồ mở ngang 2 nó tất cả các thanh đứng đều chịu ảnh hưởng của cái chuyển vị cương bức và đều có moment nha. Đấy, còn biểu đồ mở ngang 1 thì chỉ có hai thanh ở trên có thôi. Đấy, cái này là hai thanh trên có, ba thanh dưới có. Rồi, tiếp theo đến biểu đồ M0P. M0P thì chúng ta thấy là có hai thanh có lực phân bố đều là có moment thôi nhá. Còn tất cả các thanh còn lại đều không có, đều không có moment. Còn hai cái lực P này thì nó tác dụng tại nút thôi, nó chỉ gây ra phản lực thôi. Đó, không gây ra moment trên hệ nhá. Nào, tra bảng ra. Thanh hai đầu ngàm chịu lực phân bố đều. Đó. Cái này thì các em cũng có thể nhớ luôn, nhưng chẳng cần phải tra bảng. Yeah. Đấy, nó thế đấy. Giá trị nó là bằng QL bình phương trên 12 nha. Yeah. QL bình phương trên 12. Cái này cũng vậy. QL bình phương trên 12, cái này cũng vậy. QL bình phương trên 12. Tuy nhiên cái chiều dài ở dưới nó là 4 mét nha. Còn cái chiều dài này nó là 3 mét. Ở trên thì L bằng 3, ở dưới thì L bằng 4. Đấy, nó mỗi thế thôi nhá. Còn hai cái lực P, hai cái lực nó tác dụng ở đây. Đấy, hai cái lực tập trung nó tác dụng ở đấy. Một cái lực bằng 30, một cái lực bằng 25. 30, 25. Đấy, đây là biểu đồ M0P. M0P. Đấy, như vậy là xong ba cái biểu đồ. Đấy, các em có thể tham khảo. Rồi, sau khi có được ba cái biểu đồ rồi thì chúng ta tính các hệ số và số hạng tự do. Tính các cái hệ số và số hạng tự do thì các em có thể, cái phần này để tự tính nhá, tự tính nhá, thầy không hướng dẫn nữa. Thầy cho em xem qua lại cái biểu đồ được cắt rồi. Để tính các cái hệ số và số hạng tự do thì chúng ta dùng mặt cắt hết nhá. Đấy, thầy cũng thôi, nói thầy nói sơ qua này, nói sơ qua thôi nhá. Đây này, đây là R11 này. Đây là R21 này. Thấy không? Đấy. À, cái dưới này thì phải xóa cái này đi. Không có cái chuyển vị cứng bức ở trên, chỉ có cái chuyển vị cứng bức ở dưới thôi. Đây là R12 này. Đây là R22 này. Thấy không? Rồi. Ở dưới này, đây cũng xóa cái này đi. Đây. Là R lớn 1P này. Đây là R lớn 2P này. Đấy. Muốn tính R11. Tính R11 thì ta cắt như thế nào? Thì ta cắt như thế này này, cắt qua hai cái thanh đứng này, xong cắt qua cái này này. Nha, thì chúng ta sẽ có này. Cái thanh độ cứng bằng một cùng nha. Rồi, cái thanh này cũng bị cắt này. Đây chính là R11 này. Nha. Rồi hai cái thanh bị cắt này, hai thanh bị cắt này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái lực cắt ở đây này. À, lực cắt đây này. Đây là Q1 đi, đây là Q2 đi. Cái này các em tự tính. Thì R11 bằng Q1 cộng với Q2. Yeah. Rồi. Muốn tính R21 hoặc là muốn tính R22 thì ta làm thế nào? Thì tính R22 đi cho nó nhiều lực. Đấy, thì chúng ta cắt qua các thanh như này. Cắt qua cái thanh như vậy thì chúng ta sẽ ra nó là như thế này này.
Cái thanh độ cứng bằng một cùng đây nhá. Có một cái thanh nhỏ nhỏ bị cắt ở đây này. Ở giữa này thì có hai thanh, một thanh trên, một thanh dưới. Ở bên này cũng có hai thanh, một thanh trên, một thanh dưới. Đây chính là R22 này. Đấy, thì nó sẽ cân bằng với các cái lực cắt. Ở trên có lực cắt, ở dưới cũng có lực cắt. Đấy. Đây Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 thì R22 sẽ là bằng Q3 cộng Q4 cộng Q5 cộng Q6 cộng Q7. Đấy. Các trường hợp còn lại thì các em cũng làm tương tự. Nó cũng có hai dạng mặt cắt thôi. Một dạng là cắt ở phía trên thì nó thế này. Đấy. Còn dạng cắt ở phía dưới thì nó thế này. Đấy. Ví dụ như tính cái R2P này thì chúng ta cắt ở phía dưới này. Cắt giống thế này. Đấy. Chỉ có các cái giá trị lực cắt là nó khác thôi. Nhá. Rồi, đấy là bài số 1. Đấy là bài số 1. Nhá. Các bước còn lại thì các em tự triển khai. Nhá. Bài số 2 thì vấn đề đầu tiên của chúng ta trước khi mà xử lý cái bài này là chúng ta phải đưa về sơ đồ tính cho nửa hệ. Thì bây giờ chúng ta đưa nó về sơ đồ tính cho nửa hệ xem nó thế nào nhá. Đây, đây là toàn hệ này. Đây, đây là toàn hệ. EI bằng hằng số, tức là tất cả các thanh đều có độ cứng là EI. Bây giờ chúng ta đưa về sơ đồ cho nửa hệ. Chúng ta bỏ một nửa đi. Bỏ một nửa đi. Chẳng hạn chúng ta bỏ cái nửa bên phải đi. Bỏ cái nửa bên phải đi. Bỏ đi. Xóa. 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 Đây. Thì ở đây chúng ta có một cái thanh. Chúng ta có một cái thanh. Nó nằm ở trên cái trục đối xứng. Cho nên là khi cắt đôi ra thì độ cứng nó chỉ còn một nửa thôi. Vậy cái thanh này độ cứng của nó là EI trên 2. Còn độ cứng này vẫn là EI này. Độ cứng này EI này. Đấy, độ cứng này EI này. Đấy. Sau khi cắt một nửa thì các em nhớ là đối với cái trường hợp mà hệ đối xứng chịu nguyên nhân tác dụng đối xứng thì cắt đưa về một nửa thì cái chỗ cắt các em phải thay thế bằng cái ngàm trượt này này. Nhớ nhá. Đấy. Tuy nhiên ở đây nó lại có một cái khớp nữa. Đấy, thì kết hợp cái ngàm trượt này cộng với cái khớp đấy, thì nó sẽ bằng cái liên kết ngang như thế này. Đấy. Cái ngàm trượt thì nó không cho xoay và không cho sang ngang đấy. Nhưng khi kết hợp với cái khớp thì lại cho xoay. Chỉ còn cái không cho sang ngang thôi. Như vậy thì nó là thế này đấy. Đưa về sơ đồ cho nửa hệ. Đây chính là sơ đồ cho nửa hệ. Sơ đồ tính cho nửa hệ. Sơ đồ tính nửa hệ tương đương. Tương đương. Đấy, sơ đồ tính cho nửa hệ tương đương. Thay vì chúng ta sẽ làm cho toàn hệ, làm cho toàn hệ như ở trên này. Đây. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tính cho nửa hệ thôi. Sau đấy thì biểu đồ moment cho nửa hệ còn lại thì chúng ta lấy đối xứng ra. Còn biểu đồ lực cắt thì chúng ta lấy phản xứng ra. Biểu đồ lực dọc thì chúng ta cũng lấy đối xứng ra. Là xong. Là giải quyết xong. Nhá. Rồi. Đấy. Chi tiết thì các em tự triển khai phần còn lại nhá. Đây cũng hướng dẫn qua này. Thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài này này. Chúng ta giải quyết cái nửa hệ này bằng phương pháp chuyển vị. Bằng phương pháp chuyển vị. Thì chúng ta thấy là số ẩn số của nó N bằng N1 cộng với N2. N1 bằng 1 có mỗi cái nút ở A này, nút cứng ở A thôi. N2 thì bằng 0. Đấy, tất cả các nút đều không có chuyển vị. Đều không có chuyển vị. Đều không có chuyển vị. À, tại sao nó lại không có chuyển vị? Đấy, thì nhìn vào đây là chúng ta thấy này. Nhìn vào đây là chúng ta thấy này. Ba cái nút này, nút này này, nút này này, nút này này có chuyển vị ngang như nhau. Tuy nhiên là nó lại có cái
gối tựa di động thì nó ngăn không cho chuyển vị ngang. Như vậy ba cái thành phần chuyển vị ngang là bằng không. Như vậy là không có thành phần chuyển vị ngang nào cả. Bài này N2 bằng không. Đấy, cho nên nó có một ẩn thôi. Một ẩn số thôi. Một ẩn số thôi. Vậy hệ cơ bản của nó là thế này này. Em thêm vào đây một cái liên kết moment nhá. Và cho một cái chuyển vị cưỡng bức là Z1 vào, thế là xong. Nhá. Giải quyết cái bài toán theo phương pháp chuyển vị một ẩn. Một ẩn, có mỗi một ẩn thôi. Nhá. Hệ phương trình chính tắc bây giờ chỉ còn lại là một phương trình chính tắc thôi. Nhá. Làm rất là nhanh. Em tra bảng, em vẽ biểu đồ M ngang 1, đúng không? Sau đấy vẽ biểu đồ M0P. Đây, M ngang 1, M0P là xong. Nhá. Rồi, phần còn lại thì tự làm nhá. Phần còn lại thì tự làm. Quá đơn giản rồi. Đấy, các em tra bảng, các em tính toán nhá. Ở phần trên thầy cũng đã hướng dẫn qua cách tra bảng lại một lần nữa rồi. Thì ở phần này thì các em tự triển khai ra. Ví dụ như nếu mà Z1 bằng 1 này thì thanh này có moment này, thanh này có moment này, thanh này có moment này, còn cái thanh dưới này không có, không có moment. Đó. Còn biểu đồ M0P thì có mỗi cái thanh mà có lực phân bố đều. Đấy, thì nó có moment thôi. Đấy, nó lại QL bình trên 12 đấy. Nhá. Đấy, không thì vẽ sơ sơ cho các em nhá. Ồ, không đúng. Đấy, cọp luôn xuống cho nó. Đây, vẽ sơ sơ dạng cho các em nhé, vẽ nhanh thôi. Này, vẽ biểu đồ M ngang 1 này. M ngang 1 này. M ngang 1 này. M ngang 1 là Z1 bằng 1. Z1 bằng 1. Nha. Z1 bằng 1 thì biểu đồ moment của nó thế nào? Biểu đồ moment của nó thế này. Ở đây này, ở đây này. Đấy. Ở dưới là 4AI trên L. Cái này là 4AI trên L này. Nhá. Cái này là 2AI trên L này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ căng thế này. Không có cái tải trọng này đâu. Nhá. Ở đây nó sẽ thế này. 3i trên L. À, ở đây nó sẽ thế này. Cũng 3i trên L. Đấy, M ngang 1. Này, em thay số vào nhá. Còn biểu đồ M0P này. M0P này. M0P. M0P này. Đây, M0P này. M0P thì chỉ có mỗi thanh này có moment thôi này. Nha. Nha. QL bình phương trên 12 nha. Cái này QL bình phương trên 12. Đấy, cần nữa thì treo cái biểu đồ ở giữa này nữa. Cái tung độ treo này là QL bình phương trên 8 nhá. Đây là M0P. Đây, M0P thì chú ý là nó có một cái moment. Moment nó đặt ngay ở cái nút A nha. Có một cái moment nó đặt ngay ở nút A này, đừng có quên. Lát nữa tính các hệ số thì phải điền cái moment này vào. M bằng 100 đấy. Kilo Newton mét. Đấy, nhá. Triển khai ra, tách ra, tính nhá. R11 này thì có 3 thanh bị cắt này. 3 thanh bị cắt này, nhá. R11 này. Đấy, ở chỗ này là nó bằng 3i trên L này. Nhá. Ở chỗ này thì 4 này. Ở chỗ này thì 3 này. Đấy. Cộng 3 cái lại thì sẽ ra R11 nhá. Còn bên này thì cũng tách ra thì chúng ta sẽ tính ra được R lớn 1. 1P nhá. Đấy, có được R11, có R lớn 1P rồi thì chúng ta suy ra được Z1 nhá. Suy ra Z1 thì suy ra được biểu đồ moment, suy ra biểu đồ lực cắt, suy ra biểu đồ lực dọc nhá. Và Z1 nó chính là chuyển vị xoay. Z1 đấy, cái Z1 mà các em tính ra được nó chính là chuyển vị xoay tại A này.
đấy là cái câu 2 nó hỏi chuyển vị xoay đấy. Đấy thì Z1 chính là chuyển vị xoay của tại A. Đấy, hôm nay chúng ta lấy cái giá trị để ra chúng ta kết luận cái là xong. Còn chuyển vị ngang tại A thì nó bằng 0. Không không có chuyển vị ngang. Này, cái này nó giữ đấy, không không có chuyển vị ngang. Chuyển vị ngang bằng 0. Rồi, sau khi mà chúng ta có được biểu đồ Bowman cho nửa hệ thì chúng ta suy ra kết quả cho nửa hệ còn lại. Nha. Đấy. Thì đấy là hai cái bài tập của bài tập 2 phương pháp chuyển vị, hai cái bài nhỏ của cái bài tập ngày hôm nay. Những bạn nào mà chưa nộp bài thì các em vẫn có thể tiếp tục hoàn thiện bài và các em nộp bài về CMS cho thầy nha. Nhưng mà như lúc trước thầy nói rồi đấy, bạn nào nộp mà quá giờ thì sẽ bị trừ điểm nha. Rồi, có ai có câu hỏi gì liên quan đến hai cái bài tập này nữa không? Các em nhớ ôn tập cho nó tốt để tuần sau chúng ta làm bài kiểm tra đạt được cái kết quả nó tốt. Có ai hỏi gì không? Thầy phân tích lại giúp cái chỗ tính R1, 2 và 21 với thầy. Của bài nào? Của bài 1 ấy. Của bài 1. Rồi, lát thầy sẽ hướng dẫn lại một chút cho những bạn nào mà chưa nắm được. Rồi, có ai có câu hỏi gì khác nữa không? Để thầy trả lời luôn một thể. Rồi, không thì để thầy mở cái đề ra để thầy hướng dẫn nhá. Đây, như thế này chưa? Hệ cơ bản của chúng ta là thế nào? Đấy, thầy bằng vẽ bằng con chuột cho nên là nó hơi khó. Rồi, đây là hệ cơ bản, đúng không? Đây, thì hai cái thành phần phản lực này. Đấy không? Đấy, muốn tính cái phản lực này thì em dùng phương pháp mặt cắt này. Này, cắt đúng theo cái đường mà thầy đang cắt này. Đúng theo cái đường này. Đấy. Sau đấy em xét cân bằng cái phần ở phía trong cái mặt cắt này. Đấy, mặt cắt nó chia hệ làm hai phần, phần trong và phần ngoài. Đấy, thì em xét cái phần bên trong. Đấy, xét cân bằng phần bên trong thì các em sẽ tính ra được cái phản lực này. Đấy. Tách ra nha thì nó là thế này này. Đấy, bây giờ lấy mình cái phần bên trong ra. Cái thanh này là cái thanh tuyệt đối cứng, thấy không? Đấy, cái chỗ này là bị cắt này. Đấy, đây là cái phản lực. Đây là cái phản lực mà chúng ta cần tìm này. Rồi, cái thanh ở dưới cũng bị cắt này. Cái thanh dưới này cũng bị cắt này. Đấy. Thì các em phải tính cái lực cắt của cái thanh này ra. Đấy, tính cái lực cắt của thanh này nữa ra. Đấy. Thì lúc đấy em chiếu lên phương ngang thì tổng của ba cái lực này nó phải bằng 0. Từ đấy suy ra được cái phản lực này. Đấy nhá. Rồi, còn muốn tính cái phản lực ở phía dưới này. Đây, thì lại cắt theo đúng cái mặt cắt mà thầy vẽ nha. Đây thì lúc đấy cái phần bị cắt này nó ra thế này nè, cái phần bị cắt nó ra thế này nè, thấy không? Ở đây nó có hai thanh bị cắt lên, thanh trên cũng bị cắt, thanh dưới cũng bị cắt này. Ở đây cũng vậy này, có cả thanh trên bị cắt, thanh dưới bị cắt này. Đấy, còn ở ngoài phía ngoài này thì chỉ có mỗi cái thanh dưới bị cắt thôi nha. Đấy, cái phản lực thì nó ở đây này. Đấy, phản lực nó ở đây nhá. Đấy, em phải tính lực cắt ở đây ra cho nó bằng bao nhiêu. Lính lực cắt ở đây ra cho nó bằng bao nhiêu. Đấy, lực cắt ở chỗ này cũng phải tính ra. Đấy, lực cắt chỗ này cũng phải tính ra. Lực cắt ở chỗ này cũng phải tính ra tiếp. Dạ. Đấy, sau đấy cũng chiếu lên phương ngang thì em sẽ suy ra được cái lực này. Đấy, lực này nó sẽ cân bằng với 5 cái lực cắt còn lại. Yeah. Đấy. Thì đấy là cách để mà chúng ta tính ra các cái phản lực tương ứng nha. Còn nếu mà tính R1 thì các em dùng biểu đồ M ngang 1 nha. Còn tính R22 chẳng hạn thì lại phải cắt ở trên biểu đồ M ngang 2
nhá. Cần tính R lớn 1P và R lớn 2P thì các em phải cắt ở trên biểu đồ M0P. Thấy chưa? Rồi, nắm được chưa em? Thế em cũng làm thế, nhưng mà là trong cái số em tính là số ấy, nó kiểu là em tính R12 và R21 kiểu nó ra khác nhau ấy. Khác nhau thì là bị nhầm ở một chỗ nào rồi. Đấy, thì phải kiểm tra lại nhá. Thực tế này là khi mà em vẽ này, em vẽ biểu đồ mở ngang một này cho hai cái thanh này này, hai cái thanh này này. Đấy. Thì cái biểu đồ mở ngang một và mở ngang hai, cái hình nó chỉ đảo lại thôi, hình nó chỉ đảo lại thôi, còn giá trị nó như nhau. Đấy, cho nên là lúc đấy mà em tính ra thì R12 và R21 là nó giống nhau, bởi vì hai cái biểu đồ đấy nó chỉ đảo lại thôi nhá. Giá trị của nó đều là 6 y trên L bình nhá. Ở trên 6 y trên L bình, ở dưới 6 y trên L bình. Đấy, chỉ có chiều nó đảo lại thôi. Đấy, thì kiểm tra lại cái con số đấy nhá. Rồi, ok. Thầy ơi, với nếu mà mình vẽ thì xác định, em chưa rõ là chỗ xác định mà dấu ạ, dấu âm dương quy. Giá định âm dương của cái quy này. Đấy, thì các em cứ nhớ một điều nha, là biểu đồ moment mà nó nghịch biến thì là cắt là âm, còn nó đồng biến thì là cắt là dương. Nhưng mà nhớ là biểu đồ moment nó đồng biến là nó phải đi xuống này, ví dụ cái đường chuẩn nó đây này nha. Đấy, biểu đồ moment nó đi xuống như thế này thì là nó ra đồng biến đấy. Rồi nhiều khi cứ nói là đồng biến hay nghịch biến thì các em dễ bị nhầm lẫn, thì các em cũng có thể nhớ một cách máy móc là thế này, tức là cái biểu đồ nó đi xuống thì là cắt nó dương, còn biểu đồ nó đi lên cắt là âm. Đi lên theo cái người quan sát này, ví dụ người quan sát đứng ở đây nha, đứng ở đây nha, đấy thì có phải là từ trái, có phải là cái biểu đồ này là nó đang đi xuống này, đấy, càng ngày nó càng xuống dốc đấy, thì là cắt nó sẽ dương. Còn ngược lại nó đi lên như thế này đấy, thì là cắt nó sẽ âm đấy, vì là cắt là đạo hàm của moment mà. Yeah. Nhưng mà thầy ơi, cái ví dụ trên vẽ trên biểu đồ ấy, mà khi mà mình lấy dấu mình tính ra cái biểu đồ moment cuối cùng ấy thầy. Em không biết là tính, ví dụ mình tính ra được Z1, Z2 rồi, nhưng mà mình nhân vào ấy, mình không biết là âm hay cái ở đấy là âm hay dương để mình nhân vào ấy thầy. À, sau khi mà giải ra được Z1, Z2 nhá, thì em giữ nguyên dấu của Z nhá. Dấu của nó dương hay âm gì là giữ nguyên nhá. Nếu mà dấu của nó là âm đấy, thì khi nhân vào thì em phải đảo chiều tất cả cái biểu đồ mà các em nhân vào nhá. Ví dụ như là chẳng hạn tính ra Z1 là bằng -1 chẳng hạn, -1 chẳng hạn đấy, thì cái biểu đồ mở ngang một của em bây giờ em phải đảo hết chiều lại thì là mới được nhá. Đấy, thì là ý nghĩa của cái dấu âm là như thế nhá. Là có nghĩa là ví dụ như mà mình tính ra Z âm thì đây này vẽ ra đây cho em xem nó nha. Đấy, ví dụ như lúc trước này đây, thầy vẽ nhanh lại cái biểu đồ mở ngang một lúc trước là nó thế này đúng không, nó thế này đúng không, đúng chưa? Đấy, nếu mà em tính ra được Z1 nó là âm, nó là trừ a đi chẳng hạn, trừ một cái số a nào đấy nhá, thì lúc đấy cái biểu đồ này khi mà nhân với z thì phải đảo hết chiều lại. Đấy, đảo hết chiều lại nhá, xóa hết cái cụ đi chiều của nó, thớ căng của nó bây giờ lại đảo ngược lại hết thế này nhá. Đấy, nó lại ra thế này, được chưa? Rồi, nắm được chưa? Dương là vẫn giữ nguyên rồi thầy. Thì là đổi, mà còn nếu mà dương thì là dương thì giữ nguyên, dương thì hình của nó sẽ giữ nguyên, chỉ có giá trị thì nó thay đổi đó, đó. Giá trị là thay đổi, còn chiều thì vẫn như thế ạ. Ừ, còn dạng biểu đồ thì giống hết như thế. Vâng. Đấy, âm thì đảo lại nha, đảo lại thứ căng, đang căng trái thì chuyển sang căng phải, đang căng phải thì chuyển sang căng trái, vân vân. Rồi, ok chưa? Vâng. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Rồi, những bạn nào mà chưa nộp bài thì nộp bài về đi nhá. Không có bài nộp là không được điểm danh đâu, cho nên là phải để ý một chút. Thôi, các em nghỉ đi. Chào các em. Nhớ ôn tập cho tốt để tuần sau thi.